alo alo có bạn nào đến giờ này vẫn còn đang đau đầu với kính ngữ không ạ nếu có thì hãy nhanh nhanh đến đây đặt ngay một slot để cùng mình gãi đúng cái trông ngứa mãn tính này nha à thông thường thì hiện nay kính ngữ sẽ thường được có thể chia làm ba loại năm loại khác nhau thế nhưng mà mình nghĩ cái mấu chốt trong phần kính ngữ này đó là trước tiên các bạn chỉ cần phân biệt cho mình thành thạo giữa tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ là được rồi còn những cái phần mà dâu di liên quan đến nó thì mình sẽ để lại một cái phần riêng biệt ở cuối clip ngày hôm nay nhá và trước tiên bây giờ hãy cùng mình nhìn một cách thật là đơn giản về sự khác nhau trong cách sử dụng giữa tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ mọi người nhé. Ví dụ khi chúng ta nói chung chung về hành động là ăn cá đi, sakana o taberu. Thế bây giờ nếu mà trong một cái cuộc hội thoại mà chúng ta đối thoại với một cái người nào đó mà chúng ta cần phải thể hiện cái cái sự thành ý, cái sự tôn trọng đối với đối phương thì bây giờ lúc này nếu cái hành động ăn cá đó mà là của tôi được nào thì bây giờ các bạn hãy khiêm nhường mình xuống này chúng ta sẽ nói là watashi ga sakano itadakimasu Tôi ăn cá Vẫn là ăn cá Thế nhưng mà cái 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 vỏ của cái từ được Nó chuyển thành là ITADAKIMASU Thì dùng khiêm nhường ngữ cái này là Mình hạ mình xuống Để 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 gì nhở Để thể hiện cái sự tôn trọng của mình Dành cho người khác Nhá Thế ngược lại Nếu như cũng trong văn cảnh đó Và cái hành động ăn cá đấy Không phải là của mình nữa Mà là của đối phương mọi người ạ Đó thì Lúc này chúng ta sẽ đổi cái dạng của nó Chúng ta sẽ dùng là tôn kính ngữ Ví dụ Sato ga sakana wo mas Thì là meshi mas sẽ là tôn kính ngữ Và chúng ta dùng cái cách nói này thay cho từ được Thì cũng là thể hiện cái sự tôn kính của chúng ta Đối với ông giám đốc đấy Thế nên về bản chất trong việc sử dụng những cái câu kính ngữ như thế này Chúng ta chỉ cần quan sát xem trong mình đó là gì nhỉ Cái người thực hiện cái hành động đấy Là mình, là những người nằm trong cái mối quan hệ gần gũi với mình hay là một cái người khác nằm trong cái mối quan hệ mà mình cần phải sự tôn trọng. Nếu mà là hành động của mình, như vừa nãy ăn cá là của mình chẳng hạn thì chúng ta sẽ dùng khiêm nhường ngữ. Còn nếu hành động đó là của người ta, đúng là của người mình cần phải tôn trọng, các bạn dùng tôn kính ngữ. Bằng cách dùng khiêm nhường ngữ chúng ta hạ mình xuống và bằng cách chúng ta dùng tôn kính ngữ để nâng người ta lên thì đó là một cách gì nhỉ? Thể hiện cái sự cái sự gì đây? Cái sự tôn trọng trong cái mối quan hệ giữa mình với người ta đó là sự khác nhau căn bản nhất về cách dùng giữa tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ các bạn nhớ chưa? Ok mọi người đã hiểu rõ về cách sử dụng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào cách chia cách gọi là biến hóa cái động từ đó trong từng loại tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ nhé mọi người nhá. Thông thường thì chắc là từ xưa rồi các bạn thường hay bắt đầu à, gọi là học về cách chia của kính ngữ từ tôn kính ngữ đúng không? Chúng ta đi từ tôn kính ngữ. Tuy nhiên trong bài giảng này các bạn hãy đi cùng với mình từ khiêm nhường ngữ đi ra nhé. Vì sao lại thế nhỉ? hai lý do thứ nhất đó là vì cách chia nó dễ hơn tôn kính ngữ rất là nhiều mọi người ạ và lý do số 2, khiêm nhường ngữ là hành động dùng cho mình Mà cái gì bắt đầu từ chính bản thân mình cũng sẽ dễ học, dễ nhớ hơn đúng không? Thế nên là bây giờ hãy cùng làm rõ với mình về cách sử dụng, cách chia của khiêm nhường ngữ nhé Có hai cách để tạo ra một đồng từ ở thể khiêm nhường ngữ Đó là đầu tiên mình sẽ gọi nó là công thức cải trang mọi người nhé Cải trang tức là gì mọi người nghe cũng hình dung rồi đúng không? Tức là từ một cái động từ gốc bạn thay đổi nó hoàn toàn thành một cách nói mới Nhìn nó giao diện mới hoàn toàn luôn mọi người Đó và về bản chất thì với những cái động từ mà có thể cải trang được như thế này Thì nó sẽ chỉ là những cái động từ mà thường gặp nhất trong cuộc sống thôi Và nó không có nhiều nên là cách duy nhất mà mình vẫn thường bảo với các bạn học viên của mình Đó là gì nhỉ? Cách duy nhất đó là các bạn hãy học thuộc lòng nó như một bảng cửu trương vậy Và bây giờ hãy cùng ôn lại với mình những cái động từ chuyển về khiêm nhường ngữ căn bản nhất trong cuộc sống hàng ngày nhá Và phần này bạn nào mà nhớ rồi mình đọc một câu các bạn cũng bật lại một câu luôn nhá Đầu tiên chúng ta có I must gặp いおめにかかります。いいます、申します、申し上げます。はい、のにいきます、うかがいます、まいります。います、おります、受け取ります、いただきます、ちょうだいします、はいします、思います、存じます、帰ります。べ、ひかばんごていの、もうかいどんざ失礼します。聞き,きます、うかがいます、 Và kimas thì cũng giống với ikimas chúng ta có ukagaimas và MAIDIMAS thì tùy vào trong cái câu văn đấy chúng ta sẽ có thể đoán được xem nó là khiêm nhường ngữ của ikimas hay là kimas mọi người nhá. Shimas, itashimas, tabemas, itadakimas, mimas, haiken shimas, yomimas, HAIDOKUSHIMAS wakarimas, kashikomarimas, shouchi shimas. Có hai cách nói như vậy mọi người nhá. Thì đó là khiêm nhường ngữ của những động từ thường gặp nhất mọi người nhá. Công thức số 2 mình sẽ gọi đây là công thức bánh mì kẹp mọi người ạ. Tại sao lại là bánh mì kẹp nhỉ? Các bạn tưởng tượng đơn giản như sau, mình sẽ cho các bạn hai cái vỏ bánh nhá. Một cái vỏ bánh có ụ hoặc là gộ, còn nửa sau của nó, phần vỏ bánh phía sau mình sẽ cho các bạn là shimas. Lịch sự hơn là itashimas mà ngon nữa, lịch sự nữa sẽ là gì nhỉ? Moshiagemas. Đó, thế bây giờ chúng ta có vỏ bánh rồi thì còn ở cái đoạn giữa thôi. Bây giờ mà các bạn muốn kẹp gì vào cũng được. Các bạn có cái động từ gì thì các bạn kẹp vào ở giữa đấy thì chúng ta sẽ dạng thành được dạng là khiêm nhường ngữ đấy mọi người ạ. À. Đấy thì bây giờ có một cái lưu ý nhỏ đó là với những cái động từ mà chỉ có một chữ Hán, ví dụ staymas, các bạn hãy dùng cho mình là o oh, nhé mọi người nhá. shimas hoặc là ostay itashimas, Đó hay là gì nhỉ? Hanashimas cũng là một một chữ Hán đúng không? Chúng ta ghép vào cho mình nào. お話ししますね。お話しします。ぼけますね。ずらいにお話しします。お話しいたします。お話し申し上げます。だ、えら、帰ります。うん。お帰りします。お帰りいたします。お帰り申し上げます。だ、といとい。 thế nào đó thì các bạn cứ dùng là cái kiểu là công thức kẹp thịt như vậy nhá. Thế còn trường hợp còn lại đó là gỗ thì với những cái động từ ở nhóm 3 mà có hai chữ Hán đấy mọi người thì các bạn sẽ dùng cho mình là go nhá. Ví dụ go setsume shimasu, go setsumei itashimasu, go setsumei mōshiagemasu. Go ken to shimasu, go ken to itashimasu, go ken to annai shimasu, go annai itashimasu, go annai mōshiagemasu. Đó, đấy cái công thức là bánh mì kẹp thịt này sẽ là cái công thức mà được áp dụng cho tất cả các loại động từ khác nhau đúng không nào? Đó thì có hai loại như vậy nhé mọi người nhá. Về căn bản thì hầu hết những cái động từ mà nằm trong phần công thức cải trang ấy mọi người Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng sang cái công thức là công thức bánh mì kẹp này Ví dụ như động từ Aimas ở bên trên mình vừa mới nói là Ome ni kakarimasu đúng không nào? Thế bên dưới cái công thức hai mình có thể nói là gì nhỉ? Oaisuru được chưa nào? Oishimasu. Tuy nhiên trong trường hợp này thì về căn bản những cái động Omeni từ, khá từ khá khá đi mà nếu mà có thể nói được về dạng công thức cải trang thì các bạn cứ nên dùng nhé bởi vì là nó sẽ thể hiện cái thành ý, thể hiện cái sự lịch sự hơn rất là nhiều so với á, động từ đó khi mà chia ở sang dạng bánh mì kẹp nhé mọi người nhá. À, mức độ lịch sự sẽ tăng dần là từ aimasu, e, oishimasu và ome ni kakarimasu. Ok. Như vậy đó là xong về phần khiêm nhường ngữ rồi nhé mọi người. Hello. Hết hey Lily, mọi người đã chán mình chưa? Chúng ta cùng nhau bước tiếp sang phần tôn kính ngữ nhá À, hôm trước đang quay ở ngoài trời thì trời nó mưa, mất mọi người nên không. Nay vào trong nhà để quay tiếp à, Sang phần tôn kính ngữ này thì các bạn hãy cùng nốt lại với mình 5 phần tương đương với 5 công thức mọi người nhé Về mặt bản chất thì tôn kính ngữ các bạn chỉ cần nhớ cho mình theo 4 công thức thôi Tuy nhiên trong clip này thì mình sẽ tổng hợp thêm thành một phần nữa là phần cuối cùng là phần ứng dụng Thường thấy của tôn kính ngữ Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào công thức 1 Cũng giống như khiêm nhường ngữ chúng ta học từ công thức cải trang Từ những cái gì đặc biệt nhất đi ra nhé mọi người nhé Ok và giống như lần trước chúng ta hãy cùng xem xem là những động từ thường gặp nhất Thì nó sẽ có những cái cách nói kính ngữ biến hóa như thế nào nhá Imas, Oshaimas, Ikimas và Imas Nó sẽ có hai cách nói giống nhau đó là Irashaimas và Oide ni Nadimas Kimas thì sẽ giống ở trên một cái đó là Oide ni Nadimas Okoshi ni Nadimas Shimas, Nasaimas Ví dụ như là Shucho Shimas, Shucho Nasaimas Suwarimas, Okake ni Nadimas Tabemas, Meshiagarimas Mimas, Nadimas, của Tiếp theo công thức số 2 thì cách chia động từ của nó sẽ giống hệt với thể bị động của chúng ta đó là thêm đuôi đây vào. Ví dụ, Kaidimas, Kaidadimas, Chà chỗ mù Kaidadimasta Thì cái hành động về là của giám đốc. Lúc này mình sẽ à, thể hiện cái sự tôn kính bằng là gì nhỉ? Mình đưa cái tôn kính ngữ cho cái hành động về của giám đốc đấy. Nha các bạn, hình dung ra cái cách sử dụng chưa? Omoimasu, omowaremasu Kono Mondai ni tsuite Anh nghĩ như thế nào về cái vấn đề này Thì cái sự nghĩ đấy là cái hành động của người ta đúng không Nên là mình cũng sử dụng tôn kính ngữ để Đối với cái hành động người ta mình thể hiện cái sự tôn kính đó ừ, Anh nghĩ như thế nào về cái vấn đề này Kimasu, koradimasu Ashita nanji ni koradimasu ka Ngày mai anh đến được mấy giờ ạ à? Các bạn thấy chưa, đều là hành động của người ta nhá. Shinpai shimasu Shinpai saremasu Mou shinpai sarenai de kudasai là gì nhỉ? Anh đừng có lo lắng nhé. Đó, công thức số 2 dùng thể bị động như là một cách nói của tôn kính ngữ và trong trường hợp nào nó mang ý nghĩa là bị động, trong trường hợp nào nó mang ý nghĩa là tôn kính ngữ thì chúng ta tùy thuộc vào cái văn cảnh đấy để mình phán đoán xem là nó mang ý nghĩa như thế nào, mọi người nhá. Tiếp theo công thức số 3 và công thức số 4 thì sẽ đều là công thức bánh mì kẹp khi mà mình cho các bạn những cái vỏ bánh để các bạn kẹp nhân ở giữa nhá. Chỉ có cái là công thức số 3 thì nó sẽ có cái vỏ bánh khác công thức số 4 thôi. Bây giờ công thức số 3 trước này, đó là ô cộng với nhị nadimas, động từ ở giữa v mas bỏ mas cộng với nhị nadimas. Ví dụ như là yomimas, o yomi ni nadimas, machimas, o machi ni nadimas, o tsutai ni narimasu" đó nhá ví dụ như là à anh đã đọc cái tài liệu này chưa ạ à, đúng không mô oyomini domini là cá đó nhá cái hành động đọc là của người ta cũng lại đưa về tôn kính ngữ như vậy thế còn cái vỏ bánh ở công thức số 4 thì nó sẽ có dạng đó là o cộng với vmas bỏ mas cộng với deska trong dạng câu hỏi mọi người nhá ví dụ như là <laughs> machimas omachi <oạc> <oạc> <O> deska omachi deska kangai sẽ thành gì nhỉ omangai <oạc> deska ví dụ đâu omangai deska nên là chúng ta có bốn công thức như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể linh động trong việc sử dụng những cái công thức nào để áp dụng à, cho cái cách nói tôn kính ngữ đó nhá dùng cách nào cũng được nhưng mà thường những cái động từ mà căn bản nhất thì các bạn nên sử dụng theo cái cách nói là ở cái thể cải trang mọi người nhá ok chưa rồi đó là bốn công thức căn bản của tôn kính ngữ. ở công thức cuối cùng thì mình sẽ đưa luôn cho các bạn những cái ứng dụng mẫu câu thường thấy với thể tôn kính ngữ. chúng ta đều biết những cái mẫu câu như là Vt kudasai là anh hãy làm gì đi ạ à, đúng không? hay là Vt takemasaing cá là anh hãy làm gì cho tôi được không? hay là gì nhỉ? Vt itadakimasu là gì nhỉ? tôi tôi được ai đó làm gì? thì các bạn để lại cho mình này tất cả những cái mẫu câu Vt kudasai, Vt takemasaing cá, Vt moro nó đều là những cái mẫu câu mà bản chất cái động từ chia thể tê đấy nó đều là động từ hành động của đối phương đúng không nào? Thế nên là mặc định những câu này chúng ta sẽ luôn luôn dùng tôn kính ngữ nha mọi người nhá. Thế bây giờ từ VT kudasai các bạn chuyển cho mình thành là gì nhỉ? À ô hoặc là gỗ động từ bỏ mát cộng với kudasai. Trong trường hợp động từ là một chữ Hán thì sẽ cộng với ô. Còn trường hợp động từ là hai chữ Hán thì cộng với gỗ. Ví dụ như sau nhá. o Oyomi kudasai tức là bằng với gì nhỉ? Yon de kudasai, anh hãy đọc đi ạ, à, nhá. Suwarimas, o suwari kudasai. Và từ này có một cái cách nói khác nữa đó gì? O kake kudasai. Haidimas, o haidi kudasai. o machi kudasai. Uketorimas, o uketori kudasai. Còn lại với những động từ có hai chữ Hán thì các bạn sẽ dùng go cho mình nhá. Kento shimas, o kento kudasai. Renlaku shimasu o renlaku kudasai. Setsumei shimas, o setsumei kudasai. Kyoryoku shimas, hay là với cái mẫu câu mình nhờ vả người khác là gì nhỉ? VT itadakemasen ka thì bây giờ các bạn chuyển sang gì nhỉ? Chuyển sang thể tôn kính ngữ sẽ là gì nhỉ? O go cộng với itadakemasen ka. Ví dụ, ご説明 itadakemasen ka? tôi itadakemasen ka? Hay là o tôi đi itadakemasen ka? Đó nhá, các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng được trong những cái mẫu câu mà nhờ vả người khác như vậy. Và ngoài ra cũng có một cái mẫu câu mà người ta dùng rất là nhiều đó là xuất phát từ cái mẫu câu là VT modal nhé thì sang bên kính ngữ sẽ là gì nhỉ? Ô hoặc là gô cộng với itadakimasu. Ví dụ, okoshi itadakimasu. À, thì nó sẽ bằng với là kite modal nhá. Hay là gì nhỉ? Nó tôn kính ngữ hai lần của từ nhìn này. Bình thường chúng ta có từ mite modal nhé. Thì tôn kính ngữ là gì nhỉ? Godan ni naru. Thì trong trường hợp này áp dụng của là ô hoặc là go cộng với itadakimasu thì chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Godan <laughs> itadakimasu. Cô Itadakimasu. Ngoài ra trong phần kính ngữ này thì mình biết các bạn thường hay thắc mắc một cái phần nữa đó là khi nào thì dùng với ô, khi nào thì dùng với gỗ Thì về căn bản như ở bên trên xuyên suốt cái bài giảng này mình đã nói đó là với những cái động từ trong trường động từ nhá là uh, động từ mà một chữ hán thì nó sẽ đi với ô, còn động từ là hai chữ hán thì sẽ đi với gô nhiều. Còn lại trong trường hợp những cái ví dụ như là danh từ, tính từ như thế nào và ngoài ra một số những trường hợp ngoại lệ của động từ nữa thì cái này mình sẽ tổng hợp thành một cái bảng và mình để ở cuối clip các bạn nốt lại màn hình và học thuộc cho mình nhá. Yeah. Và cuối cùng sau khi đã nghe mình giải thích hai phần rất là dài liên quan đến tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ thì bây giờ chúng ta hãy thử vận dụng nó thông qua việc giải những cái bài ở trong phần đề thi JLPT. Mình sẽ lấy cho các bạn 4 câu liên quan đến tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ trong đề JLPT của N2, N2 N3 và chúng ta hãy thử xem là a à, học cô Thanh nghe một hồi như vậy à, Liệu có giúp mình vượt qua được những cái câu liên quan đến kính ngữ trong bài thi không nhá Câu số 1 là đề N3 tháng 12 năm 2020 Chúng ta nhìn đây là cái bối cảnh giữa Modi Sensei và Li Sang đấy nhé Hay Kitayama Nihongo Gakko desu ừ. Moshimo Chukyu Kudasu no Li <laughs> desu chấm Các nhá thế thì các bạn sẽ nhìn câu này nhá ở bên trên thầy đi thầy nghe gọi điện đúng không nghe điện thoại đây là một cái văn cảnh là bằng điện thoại đi đây là trường học tiếng nhật kitayama thì bạn đi bạn trả lời là gì à alo tôi là lee của lớp à trung cấp đúng không nào thì bây giờ cái câu câu hỏi của người ta này modi sensei vá chớ chấm thì trong trường hợp này thực ra trong những câu về kính ngữ nhá các bạn nó không quan trọng là, rằng là cái câu đấy là ai là người nói không quan trọng đấy là người bề trên nói hay là người bề dưới nói mà quan trọng nhất ở trong cái phần mà điền cái chỗ mà cần phải điền đấy thì các bạn xem cho mình là cái động từ đấy nó là cái động từ của ai ở trên nào là cái động từ của người thấp hơn hay là người hay là cái động từ dành cho cái người ở vị trí cao hơn thì các bạn sẽ nhìn cho cho mình nhé. Mori sensei wa chấm chấm ka desu ne. Thì bây giờ mình sẽ thấy là gì nhỉ? À cái câu trả lời là gì nhỉ? À đi sang mori desu. À li à tôi là mori đây đúng không? Thì mình sẽ hiểu bên trên cái câu hỏi bạn kia sẽ là gì nhỉ? À thầy mori có ở đấy không ạ? À? Vậy thì cái hành động là có ở đấy đúng không? Thì nó là cái hành động của ai nhỉ mọi người nhỉ? Không phải là tôi, không phải là ly đúng không? Mà là ai? Mà là mori sensei. Thế thì lúc này chúng ta chỉ cần tìm cho mình tôn kính ngữ của imas và cái việc là chúng ta học thông giống những một bảng cửu chương rồi các bạn tìm cho mình đáp án số. Ờ, ừ, đáp án số 2 các bạn chính xác luôn nhá. Irashaimasu ne. Mori sensei wa ka? Đó, đây là gì nhỉ? Các bạn nhớ này để làm được những câu câu kính ngữ chúng ta xác nhận cho mình xem là gì nhỉ? Cái chỗ cần điền là động từ dành cho người bề dưới hay là người bề trên? và cuối cùng chúng ta lắp ghép nó theo những tức là chúng ta bóc lại nó theo những cái công thức mà chúng ta đã học được xem là gì nhỉ nếu mà nó tôn kính ngữ thì cái động từ đấy nó là cái này được chưa nào nếu khiêm nhường ngữ thì nó là cái này được chưa rất là dễ dàng như vậy đó nhá câu số 2 lấy đề của à, tháng 7 năm 2021 đi nhá ví dụ như là gì đấy à giữa Yamada và Kacho nhé à Kacho Kino ga do mo sama deshita oishii tabemono taksan chơi chấm đó đúng không? À, à trưởng phòng Nga đúng không? Hôm qua tôi rất là cảm ơn anh đúng không nè? Ngày hôm qua thì tôi đã thế nào đó? Rất là nhiều những cái đồ ăn ngon nhở? Ừ thế thì đồ ăn thì sẽ đi với động từ gì nhở? Ăn đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ thấy là cái hành động ăn này là hành động của ai mọi người Không phải là ông cà chô ăn đúng không Mà trong trường hợp này đây là gì nhỉ Anh Yamada anh ăn đúng không Và ông cà là vị trí cao hơn Nên lúc này chúng ta sẽ dùng gì nhỉ Dùng khiêm nhường ngữ Đúng chưa nào Thế thì khiêm nhường ngữ của ăn là gì mọi người Các bạn có nhớ anh khiêm nhường ngữ không Chúng ta sẽ có là gì nhỉ À Oishii tabemono takusan itadakimashita Đúng không nào? Trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng là động từ chia ở thể quá khứ Chứ không phải là động từ chia ở thể tiếp diễn trong quá khứ là à, số 1 số 3 loại nhá. Thế còn số 2 số 4 thì dễ quá rồi. Số 4 là tôn kính ngữ của tabemasu còn khiêm nhường ngữ nó là itadakimasu cơ. Ok chưa? Mọi người thấy dễ không? Đó nhỉ? Yeah. Tiếp theo là một câu của N2 đi. Chúng ta lên thử N2 nhá. Làm câu tháng 12 năm 2021 này. Ờ đây là trong một cái văn phòng bất động sản thì các bạn sẽ cùng nhau nhìn cho mình nhá. Okk sama, ikutsu ka no oheya o chấm ga go kibou ni <laughs> au oheya wa gozaimashita ka? Ừ thưa quý khách đây là lời của anh nhân viên đúng không thưa quý khách thì ngày hôm nay à, thế nào thế nào đó đã một vài những cái căn phòng rồi thì không biết là có cái căn phòng nào mà phù hợp với cái nguyện vọng của anh không thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy nhé à, cái câu này mình sẽ mình sẽ có thể đoán xem là gì nhỉ ví dụ trong bốn cái động từ ở trong phần đáp án của chúng ta nó đều sẽ là kính ngữ của gì nhỉ ví dụ mai dimas nó là kính ngữ của đến đúng không à, hay ken shimas nó là khiêm nhường ngữ của mimas nhé số ba gì nhỉ Okoshi nó là tôn kính ngữ của gì nhỉ? À, Kitemura vừa nãy trong bài giảng mình giảng rồi đúng không nào? Hay là goran itadakimashita là gì nhỉ? Là tôn kính ngữ của ấy nhé. Thế trong trường hợp này mình sẽ có thể lắp vào câu và mình đoán được nghĩa là gì nhỉ? À, thưa quý khách, ngày hôm nay anh chị đã xem được một vài căn phòng rồi đúng không ạ? Đó, thế thì cái hành động xem này là hành động dành cho ai? Là hành động xem của người khác đúng không? Thế thì hành động của người khác là người mình cần phải tôn kính thì các bạn sẽ dùng tôn kính ngữ và tôn kính ngữ của xem là gì nhỉ mọi người? Không phải là hai ken shimashita nhé, hai là khiêm nhường ngữ rồi. Thế còn tôn kính ngữ sẽ là ご đan itadakimashita nhé. Hay Đó như vậy nhé mọi người nhá. câu cuối cùng nhá của đề tháng 12 năm 2019 đề N2 nhá. Các bạn nhìn cho mình câu này này. Đây là lời của MC đúng không? Ừ. Ngồi no Minasama. Hôm nay là lần thứ 3, ờ Sakura City Giáo dục Hội nguyên khai. Chào chào. thế thì câu này mình sẽ thấy là gì nhỉ? Kính thưa những quý khách mà đã đến với hội trường ngày hôm nay đúng không? Tôi rất là cảm ơn khi mà ngày hôm nay quý khách thế nào đó với cái gì nhỉ? Với cái buổi à uh, diễn thuyết về giáo dục à uh, lần thứ ba của thành phố của thành phố Sakurada. Thế thì trong trường hợp này, mình sẽ hiểu rằng là gì nhỉ? Cảm ơn quý khách vì đã đến cái buổi ngày hôm nay, đúng không nào? Thế thì đến cái buổi ngày hôm nay cái hành động đến là của ai? Là của người ta và mình cần phải tôn kính thế thì mình sẽ dùng tôn kính ngữ rồi còn gì nữa chúng không? Chúng ta không thể dùng khiêm nhường ngữ thế thì nếu mà là khiêm nhường ngữ chúng ta sẽ bỏ luôn đáp án số 1 và số 3 đúng không nào? Đây là khiêm nhường ngữ. Thế còn câu số 2, số 4 chúng ta xem đây là tôn kính ngữ của cái gì? Số 2 là godan nhị là là tôn kính ngữ của mimas không phải cảm ơn là anh đã xem đúng không nào? Xem thì phải là ố oh, nhé. Thế còn trường hợp còn lại chúng ta có là oi dekudasari Oi dekudasari thì nó là tôn kính ngữ của tekureru Oide itadaki là tôn kính ngữ của kite moro". Thế còn oide kudasari là tôn kính ngữ của te kureru nhớ thì à, chúng ta sẽ dùng chốt câu này là ban số 4 là chính xác Mọi người nhá Như vậy những thứ mà mình vừa chia sẻ với các bạn ngày hôm nay Thì đây là những cái đúc rút ngắn gọn nhất Về à, một cái phần kiến thức mà các bạn thường hay rất là sợ đúng không Liên quan đến kính ngữ à, Với hai phần đó là tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ Thì sắp đến ngày thi rồi à, Thôi bây giờ trước tiên là chưa cần mang ra cuộc sống chúng ta để phục vụ thi đã Thì vậy các bạn hãy dành ra một ngày các bạn ngồi học thuộc cho mình những cái công thức như vậy nhá và thử áp dụng nó xem tất trong tất cả những cái câu liên quan đến kính ngữ trong đề thi GPT đặc biệt là N2 N3 sẽ có đúng không nhá. Thì hy vọng là các bạn sẽ đạt được kết quả tốt và đặc biệt là sẽ không bị mất điểm với những cái câu kính ngữ như thế này nữa nhá. Ok và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo nhá. desu. Bye bye.